Trời sáng rồi, một ngày mới bắt đầu. Đến lúc dậy rồi con yêu. Ú òa. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng mẹ. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Mọi người dậy đi, đến giờ đánh răng rồi. Jojo muốn đánh răng. Ôi, Jojo không biết đánh răng. Để em dạy em nhé. Các bạn nhỏ, hãy cùng Jojo học cách đánh răng nhé. Răng bẩn quá, hãy cùng đánh răng nhé. Bỏ một ít kem đánh răng và đánh răng thật sạch. Vi khuẩn đang tấn công răng của bạn, kéo bàn chải đánh răng để tiêu diệt vi khuẩn. Nhớ vệ sinh cả răng hàm nữa nhé. Đã đến lúc xúc miệng rồi. Đừng nuốt nước xúc miệng nhé. Nhổ nước xúc miệng ra. Nhỏ đã đánh răng xong. Tiếp theo hãy cùng rửa mặt nhé. Ôi, Jojo cũng không biết rửa mặt. Để anh dạy em nhé. Hả? Mặt bẩn quá, hãy cùng rửa mặt nào. Lau mặt sạch sẽ bằng khăn mặt. Lau tay. Lau tay. Bôi một ít kem dưỡng ẩm để có làn da mềm mại và đủ ẩm. Bôi một ít kem dưỡng ẩm. Jojo biết cách chải tóc. Jojo muốn rửa tay, hãy giúp bạn ấy nhé. Bàn tay nhỏ xinh của Jojo bẩn quá, hãy giúp em ấy rửa tay nào. Bật vòi nước và rửa bàn tay nhỏ xinh của em ấy. Khóa vòi nước lại, nhớ tiết kiệm. Rửa lòng bàn tay trước. Chám vào để tiêu diệt vi khuẩn. Và rửa mu bàn tay. Rửa các kẽ ngón tay nữa. Thank you.
đừng quên rửa cổ tay nhé. Bật vòi nước và rửa bàn tay nhỏ xinh của em ấy. Khóa vòi nước lại, nhớ tiết kiệm nước. Rất sạch sẽ. Giờ tất cả chúng ta đều đã sạch sẽ. Để mẹ kiểm tra răng của con. Được rồi, sáng bóng. Tuyệt vời. Đến lượt con rồi. Các bạn nhỏ, sau khi đánh răng xong, các con phải nhờ bố mẹ kiểm tra nhé. Hãy trả lời câu hỏi cùng Jojo. Một ngày tuyệt vời, hãy cùng ghi lại nào, Jojo. Tuyệt vời. Một ngày mới bắt đầu, Jojo nên làm gì đầu tiên khi thức dậy? Đánh răng và rửa mặt. Xem TV. Chơi đồ chơi. Tuyệt vời, đúng vậy, con quá là một em bé thông minh. Đánh răng và rửa mặt sau khi thức dậy vào buổi sáng. Jojo đang ở đây trong phòng tắm. Ồ, Jojo không biết đánh răng và rửa mặt. Ai có thể dạy Jojo nào? Bingo, anh trai. Boy. Tuyệt vời, đúng vậy, con quá là một em bé thông minh. Đó là anh trai của Jojo, cậu ấy có thể dạy Jojo cách đánh răng và rửa mặt. Anh trai sẽ dạy Jojo cách đánh răng. Chúng mình dùng đồ vật gì để đánh răng nhỉ? Bàn chải đánh răng, kẹo mút, sô-cô-la. Tuyệt vời, đúng vậy, con quá là một em bé thông minh. Hãy dùng bàn chải để đánh răng và đánh mặt trong và mặt ngoài của răng. Anh trai sẽ dạy Jojo cách rửa mặt. Chúng mình dùng đồ vật gì để rửa mặt nhỉ? Khăn quàn cổ, quần áo, khăn mặt. Tuyệt vời, đúng vậy, con quá là một em bé thông minh. Hãy rửa mặt bằng khăn mặt và nhớ phải lau tai nữa nhé. Anh trai sẽ dạy Jojo cách rửa tay. Chúng mình có thể dùng đồ vật gì để rửa tay nhỉ? Kem dưỡng ẩm, xà phòng, kem đánh răng. Tuyệt vời, đúng vậy, con quá là một em bé thông minh. Hãy rửa tay với xà phòng và nhớ xoa tay.